nói là gì? Cà tím à? Cà tím à? Thế cha ơi, thế nói là cà tím. Mình đi đây thôi. Ừ. Này, cháu đã nuôi nó rồi, thì cứ mang về mà nuôi. Cháu cũng có tình cảm với nó rồi. Cháu không phải là người tiêu thụ hàng ăn cắp à? Cậu nói hơi nặng lời dưới. Sự thật đúng là như thế còn gì? Cậu đã lừa tất cả những người trong gia đình. Đúng đấy, con sai rồi. Con lấy đi Bởi ơi, mãi mà không được gì. Để cho à, ngắm, lại thích à, mẹ ơi. Bởi thích cánh này lắm. Ừ, sướng nhờ. Cảm ơn mẹ đi. Cảm ơn mẹ.